Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với câu hỏi đáp thứ 21. Và mình là Hoàng Vâu, bên cạnh mình đây là gương mặt rất thân quen, Duy View. Và nếu anh em có những câu hỏi, những băn khoăn thì có thể comment dưới phần bình luận ở phần video này nhá, để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời anh em trong những video tiếp theo. Và ở số hỏi đáp thứ 22 sẽ là số hỏi đáp tiếp theo, bọn mình sẽ tiếp tục làm một chương trình giveaway để cho anh em nào mà đang chơi quà, những chơi đồ chơi Tết thì sẽ có những cái món quà hấp dẫn đến gửi đến anh em. Và để tri ân những anh em viewer đã ủng hộ bọn mình trong suốt thời gian vừa qua. Và đó là số hỏi đáp thứ 22, hôm nay số hỏi đáp thứ 21 thì chúng ta bắt đầu đến câu hỏi đầu tiên của những cái bạn đã gửi đến những cái câu hỏi, những băn khoăn các bạn đã gửi trên kênh nhé. Câu hỏi thứ nhất của bạn Huy Văn, MSI GF63 với ROG Strycon 512 thì máy nào ngon hơn vậy ạ? Anh cảm giác như là tiêu F A15 nó hết hàng nên là ai quan tâm G512 ấy thì thôi, bây giờ lại tiếp tục trả lời về G512. G512 thì đương nhiên rồi, chúng ta có hiệu năng cao hơn, thiết kế thì mình nghĩ là sẽ hầm hố hơn, cùng với đó là nhiều LED hơn. Còn GF63 thì anh Hoàng nghĩ sao? GF63 thì thấy nó khá là mỏng nhẹ và cảm giác với cả G512 chất liệu nhựa nó đã là cảm giác nó chưa sướng rồi, nhưng mà cái anh GF63 sợ nó còn không sướng hơn nữa. Theo anh là như vậy. Thế cả thứ hai nữa là một cái vấn đề mọi người rất quan tâm, để MSI được phục vụ bản đề. Bản đề GF63 vẫn chưa được tốt. Ok, đó là câu trả lời của anh Hoàng về câu hỏi của bạn Vi Văn. Câu hỏi thứ hai của bạn Trường Nè. Anh ơi, em mua Dell Precision 5520 để học cơ điện tử có được không ạ? Đấy, lại như video lần trước bọn mình đã trả lời rồi, cơ điện tử hoàn toàn học tốt với cả G5520. Đặc biệt là bạn nào mà không chơi game ấy, thì 5520 là một sự lựa chọn hợp lý để học cơ điện tử. Và đó câu trả lời mình cho hỏi bạn Trường. Câu hỏi thứ ba của bạn An Lê. Làm sao giải quyết vấn đề tản nhiệt của Dell Precision 5520 ạ? Em sợ máy nóng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Nhờ anh em cũng quan tâm. Bạn nói rất đúng đấy. Đầu tiên là với 5520 thì sẽ phù hợp với cả nhiều anh em nào có cái cường độ làm việc ở mức gọi là vừa phải. Còn anh em nào gặp cường độ nặng hơn thì khả năng cao sẽ phải sang những mẫu máy to dày nặng hơn như là Dell Precision 7520, to dày hơn. Còn nếu mà tản nhiệt của 5520 bạn muốn gắn liền với cả trên 5520 để học tập và làm việc thì có thể là tham khảo những cách như là tra kem tản nhiệt này, undervolt này. Còn nếu không thì cũng rất là khó để khắc phục, tại vì là hệ thống tản nhiệt của máy lại thổi thẳng vào bàn lề. Đó là một trong những cách mà hãng có thể trang bị được thiết kế rất là đẹp trên một chiếc laptop máy chạm như vậy. Đó là những cái gì mà chúng ta phải đánh đổi cho một thiết kế đẹp. Và đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn AZ. À đâu, là câu hỏi của bạn An Lê. Đây, câu hỏi thứ tư mới là của bạn AZ này, các bạn có tên giống với là chúng mình. Câu hỏi số 4 của bạn AZ, cho em hỏi máy nào khoảng 10 triệu mà chưa được Genshin Impact ạ? À? Em cảm ơn. 10 triệu, Genshin Impact. Khó ấy, anh Hoàng có cái này anh trả lời không? Thì như video trước anh đã làm về chiếc 5577 rồi. Thì nó rơi vào khoảng trên dưới 15 triệu. Thì gọi là để chơi được gọi là cận max setting. Còn nếu mà khoảng 10 triệu thì chúng ta chỉ có thể chơi được low setting thôi. Bởi vì dẫu sao là cái Genshin Impact này nó cũng chưa hoàn toàn tối ưu cho Windows. Cho nên là mình có một gợi ý cho bạn là bạn có thể lựa chọn chiếc Dell Inspiron 7447 có giá tầm khoảng sấp xỉ trên 10 triệu một tí tại cửa hàng Lotto AZ. Thì nếu bạn quan tâm thì link mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho bạn tham khảo nhé. Và đương nhiên rồi, nếu mà bạn đang muốn mua những chiếc laptop như kiểu 7447 thì có thể giảm giá Z300 luôn, vẫn giá rất là hấp dẫn và ưu đãi. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn AZ. Câu hỏi thứ năm của bạn Tuấn Dương. Em đã sử dụng Lenovo Legion 5 trên web ghi là BUD 2933. Cho em hỏi nên chọn RAM 2666 hay 3200 phù hợp? Đầu tiên là BUD 2933 chắc của Intel. Và do cái chipset của mainboard nó chưa hỗ trợ BUD 3200 trên những CPU Intel, thế nên là bạn có thể lựa chọn bus 3000 được lắp vào main nó sẽ nhận 2933. Còn nếu bạn lắp bus 2006 vào thì hai chiếc RAM này, hai chiếc RAM đi kèm máy nó sẽ thành 2006 luôn, nghĩa là bus sẽ thấp đi. Thế nên là chả lý do thì lựa chọn 2006 tình hình chọn 3002 cả, cái chênh lệch nó không quá lớn. Và đó câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Tuấn Dương. Câu hỏi thứ 6 từ bạn Phương Anh. TUF A15 Ryzen 7 4800H và Nitro 5 2020 i5 1300H thì nên chọn chiếc máy nào cho dân kỹ thuật ạ? Nói chung là với nhu cầu của các bạn thì hai chiếc máy này đều đáp ứng được. Nhưng mà với mình thì mình sẽ chọn Nitro 5 thôi. Tại vì là cấu hình dư quá như là A15 để học kỹ thuật thì cũng nó không cần quá cần thiết. Và tản nhiệt chiếc Nitro 5 thì mình đánh giá là sẽ tốt hơn. Tại vì hiệu năng của máy nó cũng không quá là bùng, nó không quá là mạnh mà bị bung sức mạnh ra như là A15, không cần thiết. Câu hỏi thứ 7 từ một gương mặt rất thân quen là bạn Tú Cương Trần. Cho mình hỏi thêm hiệu năng giữa G15-2060MQ và Legion 5-1660T thì chiếc nào mạnh hơn? Câu hỏi này là một cái câu hỏi bạn ấy hỏi thêm cùng với câu hỏi trong số trước. Bạn hỏi thêm mà anh quên mất trên lại thì anh đã đưa vào đây rồi. Ok, vậy thì với câu hỏi của bạn thì với cái việc hiệu năng không có ray tracing ấy thì Legion 5 mình nghĩ là sẽ đứt. Tại vì 2060MQ nó cũng không mạnh lắm về cái hiệu năng thuần. Mình đánh giá Legion 5 hơn 1660 Ti, mặc dù nó không có 2060, nó vẫn sẽ mạnh hơn một chút, không phải quá vượt trội một chút. Nhưng nếu mà có ray tracing rồi thì câu chuyện này nó rất là khác.
có 2060 khác, nó khác hẳn, tại vì 2060 có tích hợp phần cứng để hỗ trợ ray tracing tốt hơn, và những công việc học tập và làm việc cần đến ray tracing thì 2060 vẫn sẽ làm tốt hơn, mặc dù là Mach-Q nhé. Đó là câu trả lời mình cho gọi Tú Cường Trần. Câu hỏi thứ 8 của Hoàng Long: hai anh cho em hỏi mua chiếc laptop nào trong tầm giá 35 triệu chơi tốt Cyberpunk 2077 ạ? 35 triệu, Helios 300-2020, lựa chọn vô đối luôn, 2060 thì gọi là mapping rồi đấy. Và với 35 triệu thì cũng có Zephyrus M15 cũng được. Nhưng mà hiệu năng thì sẽ không có bằng, tại vì là chỉ có 160 Ti thôi. Đấy là một trong những điểm trừ của M15, nếu mà so với cả Helios 300, Helios 300 sẽ to và nạc hơn. Câu hỏi thứ 9 từ bạn Phương Anh. Tiếp tục. Phải là Phương Anh à? Cho em hỏi chiếc TWEB A15 Ryzen 7 4800H GTX 1650T dùng để vẽ kỹ thuật AutoCAD với chơi LOL FIFA Online 4, máy dùng được 4-5 năm không ạ? Có vẻ như là bạn đã kết A15 rồi nên là cũng không chọn Acer nữa, đi cho năm nữa. Thế nên là thôi, mình cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn A15 cũng được để học tập và làm việc dư cấu hình. Và 4-5 năm nữa thì tùy vào cái nhu cầu, cái cường độ sử dụng của bạn. Và mình hy vọng là bạn sẽ mua được hàng, tại vì là hình như là A15 cũng đang chuẩn bị cháy hàng nơi rồi, không có nhiều người mua được nữa. Tại vì là dòng sản phẩm tiếp theo và dòng sản phẩm tiếp theo nữa của Asus cũng sắp tung ra rồi, nên là các hãng cũng sẽ ngừng sản xuất, khả năng cao sẽ ngừng sản xuất trong năm nay. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ 10 của bạn KM nhưng không phải KICM. Phân cấp các dòng máy MSI như thế nào vậy ạ? Em cảm ơn. Dòng máy MSI phân cấp như nào? Chúng ta đầu tiên là thấy giá rẻ nhất là có GF. Thứ hai là GL, nhưng mà GL hãng đã không nhập những cái dòng sản phẩm 1650 về nhiều nữa. Có nhá, đợt trước là có nhưng bây giờ đã không còn nhiều nữa. Thì tiếp đến là sau GL chúng ta có GE và GP là dòng sản phẩm tầm trung cấp. GP thì thường là có dòng 17 inch. Ngoài ra chúng ta có dòng GS là dòng mỏng nhẹ như là Zephyrus này, nó giống dòng Zephyrus, hay là dòng M15, R3, R2 của Alienware. Cùng với đó là dòng to nạc, dòng kiểu desktop replaceable, nghĩa là dòng sản phẩm mà laptop nhưng mà chứa rất là nhiều những cái công cụ của trồng desktop. Rất là sôi thịt là dòng GP. Ngoài ra thì những cái sản phẩm khác như là dòng sản phẩm laptop creator như là Modern. Ngoài Modern ra thì dòng sản phẩm cao cấp của Modern là dòng Prestige, và cuối cùng là một dòng Workstation mà rất là ít người quan tâm và mình cũng không có tổng hợp trong video này. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn KM không có IC. Câu hỏi số 1 của bạn Trung Nhân: cho em hỏi dưới 500.000 thì keo tản nhiệt không dẫn điện nào tốt nhất cho laptop gaming ạ? Chính xác là TWEB A15 Ryzen 5 1650. Bạn chơi cũng cắt đấy. 500.000 có Cooler Master Master Gel. Ngoài Cooler Master Master Gel ra, chúng ta có Phobia. Phobia là một trong những kem đang khá là nổi tiếng. Và cuối cùng là TF Extreme. Ba mẫu kem mà mình đánh giá tốt nhất cho 500.000 và không dẫn điện. Còn mình nghĩ là mới 500.000 rồi thì chơi dẫn điện đi, chả lý do không chơi không dẫn điện cả. Nó không đến mức mà dễ hỏng thế, bạn phải làm cẩn thận là được, vô tư. Câu hỏi thứ 12 của bạn X Mạnh Nguyễn trên hỏi là chúc Ad năm mới vui vẻ. Ad cho em hỏi là GP65 và GL65 khác gì nhau với cả GP75 GL75 khác gì nhau? GP75 120Hz RTX 3060 RTX 2060 có 33 triệu có đáng mua không? Theo anh Hoàng thì GP với GL khác gì nhau? Thật ra là anh là một người trải nghiệm rất ít những cái dòng sản phẩm của MSI, bởi vì chính anh cũng sợ cái bản lề, bởi vì anh cũng không biết là phải năm nay thì hãng họ thay đổi rồi nên là không phải lo bản lề nữa. Thì theo anh tìm hiểu thì hai chiếc máy này nó bản chất nó khác nhau ở phân khúc giữa GP và GL mà khác nhau ở phần cái phân khúc rồi. Còn cái vấn đề là nó cụ thể như thế nào thì không biết Duy có ý kiến gì không, bởi vì là anh chưa trực tiếp sản phẩm hai. Em mới sờ GL thôi, nhưng em cũng chưa sờ GP, không biết là GP có tốt hơn hay không. Nhưng mình nghĩ là giá GP nó cũng nhỉnh hơn GL một chút, nên là mình nghĩ là nếu mà GP nó nhỉnh giá hơn GL một chút thì mình nghĩ là nên chọn GP15 hơn. Tại vì là nếu mà đắt hơn thì chúng ta cứ lựa chọn, tại sao phải lựa chọn giá rẻ hơn, trong khi mình có nhiều tiền để mình lựa chọn cái sản phẩm cao cấp hơn mà. Đúng là câu trả lời bạn cho câu hỏi của bạn X Mạnh Nguyễn. Câu hỏi thứ 13 của bạn Hiếu Vũ Minh: chip Intel Gen 8 bao nhiêu năm nữa thì đuối ạ? Các dòng doanh nhân như Dell Latitude 7490, ThinkPad T490 thì dùng được khoảng mấy năm nữa? Theo cái thời hiện tại thì công nghệ thay đổi chóng mặt, mình chả biết như thế nào là không đáp ứng được nữa. Mình tùy cái nhu cầu thôi. Như em dùng 450F, dùng i5 đời 5, đời 6 vẫn còn sử dụng rất ok. Trong khi là nhiều bạn bây giờ đấy i5 đời 8 là không đủ. Thế nên là tùy vào cái nhu cầu sử dụng của bạn, theo mình nghĩ là vẫn sẽ đủ đáp ứng được những nhu cầu văn phòng như là Word, Excel, xem phim, chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng Photoshop, thì i5 đời 8 thì vẫn làm khoảng 3-4 năm nữa, vô tư. Thậm chí là cả i7 đời 8 thì cũng vô tư.
Như anh dùng chiếc Lenovo gọi là L50 mà chip Intel Zen 4 i7 mà anh dùng bây giờ là bao năm rồi? Intel Zen 4 bây giờ bao năm rồi? 6 năm. 6 năm đến bây giờ chạy vẫn vô tư, vẫn đi vô MacRide các thứ thoải mái. Thế thì đấy là tùy vào cái nhu cầu sử dụng thôi. Mình nghĩ là vẫn sẽ vô tư với cả những bạn nào có nhu cầu làm việc nhẹ nhàng, không có nhu cầu giải trí quá là cao. Câu hỏi thứ 14 của bạn Phan Khánh cho em hỏi là G512 bản i5 1300H thì dùng ổn trong 5 năm được không ạ? Em học quản lý hàng hải và chơi LOL GTA 5 và POBG PC, mong anh phản hồi sớm. Tức là quản lý hàng hải thì chúng ta sẽ quan tâm đến nhiều là việc quản lý dữ liệu nhiều hơn. Thế nên là một chiếc máy như G512 có nhiều khả năng nâng cấp thì mình nghĩ là một sự lựa chọn tương đối là thông minh cho tầm tiền này. Và nếu mà bạn muốn học trong 5 năm GTA 5, LOL và GPC thì nếu mà chúng ta đầu tư cho khoảng 5 năm thì chúng ta nên chọn hàng i7 luôn cho nó vô tư, sử dụng khó bị gọi là lạc hậu, khó bị outdated. Nói chung là có tiền thì chúng ta cũng nên có hẳn i7 cho nó vô tư để sử dụng trong 5 năm nữa. Câu hỏi thứ 15 của bạn Nhật Anh cho em hỏi giữa Legend 5 Ryzen 7 1660T và HP Omen 2020 dùng để chơi game cấu hình cao thì loại nào dùng lâu và bền hơn, liệu được 5-6 năm không ạ? Thế anh Hoàng, thì một chiếc máy nào bền hơn thì chúng ta có đoán được không? Thật ra là cũng khó đấy, cái này nó mang tính hơi vĩ mô anh. Tại vì là đồ điện tử ấy. Đúng thì nay các bạn mua máy này về không, ngày mai nó bị lỗi là chuyện bình thường. Thế tại sao sinh ra người ta lại sinh ra cái bảo hành là như thế? Đúng, tại vì là cái việc mà tự nhiên mua về không, ngày mai nó hỏng quá bình thường luôn, cái đồ điện tử nó thế mà. Không phải là chúng ta mua đồ ăn không khoản có hạn sử dụng, bảo hành nó khác, đấy, cái khác ở đấy. Thế nên là Legend 5 hay Hot Pro-Man bền hơn ấy, thì mình không có ý kiến gì, không có một câu trả lời gì cho cái độ bền. Cái thời gian sẽ trả lời và minh chứng nhất. Thứ hai là cấu hình cao, chơi game cấu hình cao dùng lâu bền, liệu được trong 5-6 năm. Mình đánh giá là chơi được trong khoảng 5-6 năm. Theo mình nghĩ là Hot Pro-Man sẽ có nhiệt độ mát hơn, hiệu năng sẽ kém hơn, và Legend 5 thì ngược lại. Bạn sẽ có thể tham khảo hai chiếc máy này trên channel kênh, bọn mình đã so sánh hai chiếc máy này rồi. Và về độ bền nhá, thì mình nói thật là bọn mình cũng không trả lời được. Đồ điện tử mà. Còn tiếp theo, câu hỏi 16 của bạn Steve Clark, không phải là Steve Roger. Em đã tìm máy 27 triệu đổ xuống, cặp 1660T, chủ yếu chơi GTA và FIFA Online 4 mà phân vân không biết nên chọn loại nào. Hãy tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn các anh. Không biết là bạn phân vân là vì không biết chọn máy nào hay là quá nhiều máy để chọn. Thì trong tầm tiền này có Evo Gaming 15, có G7, 7590 và Legend 5. Bạn thích ăn chắc mặc bền nhất, máy phổ thông có nhiều cái, nhiều linh kiện để sửa chữa hay là giá thì hấp dẫn, thì mình nghĩ là G7 7590 đang hấp dẫn nhất. Evo Gaming 15 là chiếc máy có tính di động tốt nhất, hiệu năng cao nhất, còn Legend 5 là chiếc máy cân bằng nhất. Thì với cá nhân mình, trong 3 lựa chọn này mình sẽ chọn G7 7590 để ăn chắc mặc bền nhất. Mình vẫn thích laptop của gaming của Dell, mặc dù nó vẫn hơi to, dày và nặng, nhưng mà nó phổ thông, nó dễ sửa chữa và nó rất là thoải mái cho một chiếc máy 27 triệu có 1660 Ti rồi, thương hiệu lớn mà. Đó là câu trả lời cho bạn Steve Clark. Câu hỏi thứ 17 của bạn Thái Hoàng. Anh ơi, để chơi game nên chọn Nitro 5, i7 1650T hay Legend 5 cùng tầm giá? Chơi game trong thời gian dài thì cả chiếc máy này đều làm tốt. Đều không? Nitro 5 cũng mát, Legend 5 mình đánh giá là cũng mát nhưng mà nhiệt độ sẽ cao một chút. Nhưng mà cũng chính vì thế mà cái hiệu năng của chiếc máy cũng sẽ cao hơn. Thế mình nghĩ là Legend 5 là một chiếc lựa chọn rất là đáng ngon, rất là đáng mua. Còn nếu bạn muốn mua chiếc máy về chơi game, chả quan tâm đến hiệu năng, chơi là mượt được, cùng với đó là nhiệt độ mát mẻ, không phải lo nghĩ gì nhiều, nên Nitro 5 sẽ là một sự lựa chọn. Cái này sẽ tùy một lựa chọn nhé, mình không quyết được cho bạn đâu, nhưng mà mình sẽ là chọn Nitro 5. Anh thì chọn Nitro 5. Ok. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 18 của bạn Long Lê. Mã AZ300 có được áp dụng khi em mua trực tiếp tại cửa hàng không hay chỉ có tác dụng khi mua online thôi vậy anh? Câu này rất là nhiều bạn hỏi này. Có, đương nhiên là có chứ bạn. Tại sao lại không? Chúng ta sẽ được giảm giá 300.000 cho những chiếc laptop gaming hay những chiếc laptop văn phòng hay những chiếc laptop workstation nói chung tại cửa hàng AZ. Và nếu bạn mua trực tiếp tại cửa hàng thì mã AZ300 hoàn toàn có thể áp dụng được. Và các bạn đơn giản chỉ nói là bọn mình xem qua kênh YouTube, các bạn có thể nói nhân viên hay là Tú Ngân là bọn mình xem qua YouTube, các bạn có thể giảm giá cho mình 300.000 được không? Đương nhiên là có rồi. Và nếu bạn đang muốn tham khảo những mẫu laptop gaming văn phòng có thể tham khảo tại cửa hàng AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Hoàng Câu. Mà mình là review. Và nếu anh em có những băn khoăn hay những câu hỏi gì có thể comment dưới phần bình luận ở dưới phần mô tả nhé. Comment dưới phần bình luận nhé. Để mình có thể dễ dàng tổng hợp và trả lời cho anh em. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số hỏi đáp tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.